Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và có rất nhiều bạn đã gửi câu hỏi về cho mình, đó là cái sự kiện cây view của Free Fire World Series thì nó biến đi đâu mất, và tại sao bên Ghana Free Fire không trao thưởng của sự kiện đấy. Thì theo một thông tin mà mình có nắm được với bên Ghana Free Fire ấy, là cái sự kiện đấy là server Việt Nam không đủ đạt ở mốc 1. Đấy, chúng ta là chưa đạt nổi mốc 1 nên chúng ta không được tặng quà. Ví dụ như là mình đang ở bên server Nam Phi này thì họ đang tặng quà bình thường anh em ạ. Vì bên này số lượng người yêu cầu xem mà chỉ có 2.000 thôi nên họ đã đạt được mốc 3 một cách rất dễ dàng. Đấy, easy như một trò đùa. Nhưng mà server Việt Nam ấy thì mốc 1 của chúng ta là 100.000 và chúng ta chỉ có 80.000 người xem. Đấy, không vượt qua nổi mốc 1 nên là chúng ta không có quà nha anh em nhá. Đấy thì cái này mình cũng chốt lại một lần cuối cùng để cho anh em biết, để vì nhiều anh em cũng hỏi. Đấy, nhiều anh em nó cũng hỏi han về chuyện là tại sao server Việt Nam thì không thấy cái quà đâu, thì tôi cũng thông báo luôn cho anh em. Đấy là không có quà. Đấy, nói thẳng luôn cho nhanh, đi vào việc luôn cho được việc. Đấy là không có quà. Bên này thì cái sự kiện lựa chọn bom keo của họ ở mốc 2 ấy nó cũng khác Việt Nam một chút. Đấy, Việt Nam thì là ba cái bom keo, nhưng mà bên này thì nó có một cái bom keo là cái bom keo Free Fire World Series, bom keo sứ giả hòa bình, nó cũng khác Việt Nam một chút. Đấy, bên này thì họ cần 2.000 người xem thôi. Thì một số bạn bảo là tại sao thấy view là 1.2.000 mà tại sao lại không đủ 200.000 ở mốc 3, thì đấy là view sau khi stream, còn cái mà người ta tính là số lượng người xem tại cùng một thời điểm nha anh em nhá. Đấy, gọi là cái PCU ấy. Đấy, khổ lắm. Ở bên này thì vào cập nhật sắp tới họ sẽ tặng một khẩu MP40 free. Ngoài ra thì họ đang ra một cái vòng quay mà mình thấy khá thú vị và mình muốn cho anh em xem. Đấy, review cho anh em xem là cái vòng quay này. Cái vòng quay này nó sẽ có hộp kim cương. Đấy, nó sẽ có hộp Buya. Cái hộp này là cái hộp mà anh em hay đổi được ở trên phần mềm Buya Live, Buya Live ấy. Đấy, ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cái huy hiệu bóng cricket thì là để đổi đồ. Đấy, nói chung là huy hiệu bóng cricket đổi đồ. Uầy, cái này cái gói lính chỉ phẫn nộ nằm trong hộp ma thuật này. Đấy, ui rồi nào, tích cực quay tay 129 kim cương nào. Ui rồi, trúng luôn này, ui trúng luôn là 100 kim cương. Và quay 129 kim cương, trúng ngay 100 kim cương. Quá thơm với đội bán cơm. Đấy, quá thơm với đội bán cơm anh em ạ. Ui, lại được thêm đôi cánh mượt, lại được thêm quả mũ Luffy với cả đôi cánh nữa. Được thật sự, vào sự kiện quay kim cương để nhận kim cương. Đấy, ui rồi, huy hiệu bóng cricket. À, cái này nó là vòng quay con lươn, cái này nó là vòng quay con lươn thôi. Cứ quay xong cái nó lại reset lucky, buồn cười thật sự anh em ạ. À, được thêm cả cái hòm xác kìa. Được cái hòm xác Matryoshka. Ui, quả bên này của mình cái sự kiện buồn cười thật sự ạ. Đấy, huy hiệu bóng cricket. Đấy, ok con dê. Nào, tiếp nào, tích cực quay tay nào, ra hòm 300 kim cương nào. Ui xù, huy hiệu bóng cricket, chịu rồi. Tiếp là 129 cương cũng rẻ nhỉ. 129 đấy, lại trúng 100 kim cương. Đấy, quay 129 trúng được 100 kim cương, tức là một lượt quay mất có 59 kim cương thôi. Quá thơm với đội bán cơm, anh em thấy vui không? Đấy, nhận được vật phẩm hiếm hộp Buya 100 kim cương và hài phết. Và vòng quay quay kim cương để trúng kim cương. Đấy, quay bằng kim, vòng quay kim cương để trúng được kim cương, hài thật sự ạ. Thề luôn, sự kiện là vui phết. Đấy, hộp Buya 100 kim cương. Lại trúng tiếp ạ. Ui, vừa trúng hộp Buya lại vừa trúng được cả cái huy hiệu này. Ui, bạn cần nhiều kim cương hơn. À đây, kim cương thì lại không thiếu. Kim cương lại vừa trúng được mấy hộp kim cương, lại vào mở kim cương để quay tiếp. Rồi ôi, mượt thật sự ạ. Ui, vòng quay này mới đáng tiền. Sao server Việt Nam chúng ta không có cái kiểu vòng quay này nhỉ? Đấy, sao server Việt Nam chúng ta lại không có cái kiểu vòng quay nó lại đặc biệt, nó lại xịn xò bò này nhỉ? Đấy, server Việt Nam chúng ta toàn kiểu vòng quay gì ấy anh em ạ? Và toàn vòng quay gì ấy, và đôi cánh này. Đẹp chưa? Đấy, cánh trắng nhá, không phải cánh đen. Cánh đen là cái cánh cũ, còn cánh trắng là cánh mới. Đấy, ui xùi. À, cánh trắng là cánh cũ hay cánh mới nhỉ? Tôi cũng chả nhớ, đầu tôi lú rồi. Đấy, à đâu, cái cánh mới là cánh diều hâu chứ. Đấy, ui xùi, được thật sự. Đấy, thế là mình quay thêm được đôi lần nữa. Ui xùi ôi, lại trúng hiệu cricket và server nước ngoài ngon thật. Đấy, chơi server này kiểu quà nó cứ gọi là thơm bơ. Đấy, quà nó gọi là thơm bơ anh em ạ. Và ui giời, 5 hiệu bóng cricket là đổi được một bom keo và một lưỡi hái sao sáng này. Đẹp thật sự ạ. Ui xồi, thôi đổi lưỡi hái sao sáng thôi còn gì nữa.
đổi lại ai sau sáng sao rồi gì nữa. Được thật sự. Uầy, chơi server này chả mấy mà giàu. Đấy, chơi server này kiểu tiền nhiều để làm gì. Ui ôi, ngon rồi, ngon rồi. Vâng, quả server ấm áp thật sự ạ. Quà thì tặng hành động các kiểu. Uầy, sao anh trúng cả đôi cánh, cả cái lưỡi hái. Đấy, nếu mà như thế thì mình sẽ đến với Riaki Store trên Shopee. Đấy, nếu mà thừa nhiều tiền đấy thì quay nhiều kim cương thế thì đâu cần nạp đâu. Và không cần nạp mình lại thừa tiền, mình lại đến đây tham khảo mua các mẫu tai nghe trên Riaki Store. Khi mua một tai nghe bất kỳ, anh em sẽ được nhận ngay đó là một con mô hình mini nhá. Đấy, nhanh tay nhanh mắt là vào việc anh em. Nhanh tay nhắc vào việc đấy, trên Shopee đó là đường link Riaki Store HN, Riaki Store HCM. Nói chung là bên server này cá nhân tôi đánh giá là ngon đấy. Mỗi tội ping hơi cao. Ping này 3 lít anh em ạ. Và ping này không chơi đâu. Chỉ ước là một ngày server Việt Nam học hỏi đấy, mà chỉ ước một ngày server Việt Nam chúng ta học hỏi những cái server như thế này để nó phát triển hơn đấy, tặng chúng ta nhiều quà free hơn đấy, ngay ngon ngay à, một pha đẩy lên đến vị trí của Rikaki. Lúc này thì mình đang bị team địch dẫn tỷ số 0-1 do là trận 1 tôi bị lag quá đấy. Đấy, làm sao đấy, bắn nó nửa ngày rồi mình chết anh em nhá. Làm sao đấy, mình không thèm bắn nữa, nó mới lăn đùng và chết. Nhiều khi là bị thừa ram đấy. Đấy, do là mạng nó lag anh em ạ. Một ping 250 như thế này, khoảng này thì chúng ta sẽ bị delay là 1/4 giây. Đấy, mình bắn kiểu bắn xong cảm thấy một lúc sau nó mới chết. Một thằng đáp first blood dành cho Rikaki. À, một trong thông tin mà không được vui cho lắm đấy là Pharmat trong phiên bản OB34 sẽ bị giảm sức mạnh. Nó sẽ là một trong những khẩu súng bị giảm sức mạnh đi tương đối nhiều nha anh em nhá. Theo gì mà tôi biết thì Pharmat ở phiên bản OB34 nó sẽ bị giảm đi là 10% tầm bắn. Thì cái việc mà giảm 10% tầm bắn này nó sẽ ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? Thì đấy là nó sẽ khó bắt tâm ở tầm xa hơn. Ôi giời, con vịt vàng này, à con này bắn kinh ấy nhở. Con vịt vàng bắn ghê đấy, và bắn tí thì chết, nhưng mà vẫn là Quadra kill dành cho vị trí Rikaki NP. Rikaki NP, Rikaki Nam Phi anh em nha. Đấy, ui xôi. Đây, theo thông tin chính thức từ bên AnaFiFi thì OB34 sẽ giảm tầm bắn Pharmat đi 10%. Thì cái chỉ số giảm tầm bắn này nó là khác với chỉ số giảm tầm xa nha anh em nhá. Đấy, một số bạn hay nhầm tầm bắn nó tầm xa. Tầm xa thì đấy là cái chỉ số mà khi mà chúng ta bắn càng xa thì cái sát thương của ta nó càng bị nhỏ đi. Còn giảm tầm bắn ấy là khi mà ở khoảng cách quá xa thì chúng ta sẽ không bắt được tầm đỏ nữa. Đấy, thì hai cái chỉ số tầm bắn và tầm xa nó sẽ khác nhau. Và chỉ số tầm bắn là nguy hiểm hơn tầm xa. Tầm xa thì chúng ta vẫn có thể bắn đối phương đam hơi bé đi thôi. Nhưng tầm bắn thì nếu mà đối phương ở xa quá thì không bắt được tầm đỏ nữa. Đấy, anh em thấy không? Đấy, ví dụ như ở xa quá hoặc địch nó chạy khuất tầm nhìn ấy, chúng ta sẽ không thể nào bắt được tâm đỏ. Đấy, làm sao? Làm sao? Ui, bắn đồng đội tao. Ơ, thằng này di chuyển nào ấy nhở? Một cháo. Đấy, nằm ngay. Thì cơ bản là Pharmat là một trong những khẩu súng tương đối mạnh ở trong thời gian hiện tại. Đấy, thế nên là bên AnaFiFi cũng phải giảm bớt sức mạnh nó đi. Thực sự là Pharmat mà với mấy ông mà chúa tể đam vàng, ông hoàng phá giáp ấy, nó quá là hiệu quả luôn. Đấy, nó quá là ngon, đội bắn son luôn. Đấy, ui, vâng, con áo vàng này chết ngay. Con áo vàng này nó vẫn dình tôi anh em ạ. Và nó vẫn dình tôi, nó đợi tôi cứu con áo vàng của team tôi ra thịt tôi đây mà. À, mày cũng ghê, mày cũng gọi là có hảo hán đấy. Mày cũng gọi là ghê của nó đấy. À, một pha đẩy qua đến vị trí Rikaki ạ, streamer gà nhất Việt Nam. Trận này mình hủy diệt rồi, trận này mình hủy diệt server rồi. Một số thông tin khác liên quan tăng giảm súng thì hôm trước mình cũng có nói về việc là khẩu Scar nó sẽ được tăng thêm cái khả năng xuyên giáp đấy, 8% xuyên giáp là những gì mà cái khẩu Scar sẽ được tăng thêm. Nhưng mà bên cạnh cái khẩu mà tăng xuyên giáp ấy thì có một số khẩu sẽ bị giảm xuyên giáp. Đấy, ví dụ như là khẩu M14 cũng sẽ là khẩu bị giảm xuyên giáp. Thì cái việc mà giảm xuyên giáp đi ấy thì nó sẽ khiến cho là sát thương tổng mà gây ra nó sẽ là thấp hơn. Đấy, còn nếu mà tăng xuyên giáp ấy thì sát thương tổng gây ra nó sẽ cao lên nếu mà đối phương mặc từ khoảng giáp 3, giáp 4 đổ lên. Dài giáp 1, giáp 2 thì chúng ta không thấy nó thay đổi gì nhiều. Đấy, nhưng mà đối với cả tầm giáp 3 ấy thì nó lại cả vấn đề luôn. Đấy, nó lại cả vấn đề luôn. Và một trong những khẩu mà cũng bị giảm sức mạnh đấy chính là khẩu Groza. Khẩu Groza cũng bị giảm 8% xuyên giáp. Đấy, ui. Vâng, cái điểm bo cuối ở đâu nhỉ? Vâng, à, con này lò giò chạy ở đây, cậu đang đợi điểm bo cuối nhá. Cậu đợi bo cuối, làm sao, bo cuối rơi về đâu? Úi giời, bo cuối rơi về chân mình này thì mượt. Đấy, bo cuối rơi về đây thì xin bạn cái tuổi luôn. Đấy, xin bạn cái tuổi luôn ạ, và xin các bạn một cái tuổi. Đấy, bạn ra đây, cậu mình thịt bạn luôn. Đấy, cái sớm ăn gì anh em? Đấy, làm sao, đâu rồi, mày đâu rồi? Ơ, trốn đâu nhỉ? Trốn đâu nhỉ? Ơ, à, chả thấy đâu. Ôi, bắn ghê đấy. Ui, bắn ghê đấy. Vào đầu. Ô kìa.
đạn vào đầu không chết kìa. Ảo thật đấy, 203 sát thương không chết ạ. Ảo, tôi quay cả chào anh em ơi. Ảo quá, ảo kinh, ok. Thì đây là thông tin chính thức liên quan đến cổ Groza. Thì Groza cũng sẽ bị giảm sức mạnh ở trong phiên bản này. Nói chung là OB34 update thì sẽ giảm sức mạnh của rất nhiều súng. Đấy, trong đó thì có hai súng quan trọng. Đấy là Famat và Groza thì đều sẽ bị giảm sức mạnh. Nói chung là quả giảm sức mạnh này cá nhân tôi đánh giá là nó cũng hơi căng. Đấy, nó sẽ hơi căng và nó sẽ khiến cho chúng ta khó để có thể có những pha gọi là bắn ảo diệu hơn. Đấy, vừa lên phát thấy có hai thằng trên này chịu. Đấy, ui chơi cả liễu, người chơi hệ liễu thì còn cái nịt. Đấy, đâu rồi, à, đứng ở đây được. Ui, máu thế. Và máu thế, và máu quá, bạn hơi máu đấy. Ghê thật sự ạ. Nhảy xuống chơi mình, ui. Thế thì chịu, và bạn bắn em chịu rồi, biết thế đặt quả keo ra, thôi xong rồi đứng lên rồi. Thôi con áo vàng, ôi chim bọ kiến bọ chim tôi. Và nó bắn ảo thế nhở, ui giời, Asahi cố lên bạn ơi. Bây giờ LWT2020 cố lên bạn ơi. Trông ông này ngáo lắm. Ông áo vàng team nó bắn như rồng như phượng, ông áo vàng team mình bắn như ngáo. Chịu thật đấy, và bắn như ngáo này bó tay chấm com rồi. Đấy, đâu rồi? Ra kia đồng đội mình đang bị bắn kìa. Đi qua đi bạn ơi. Ôi giời, một đội team team mình hạ là một thằng rồi. LWT hay quá. Thì nó kia, nó trước mặt kia. Bắn nó đi. Nhảy vào nhà chơi nó luôn bạn ơi. À, chơi luôn bạn ơi. Và một tình huống đẩy lên đến vị trí của AC 11 Hi. Một thanh niên team mình thi đấu có vẻ là uy tín. Lao lên như một vị thần. Kìa, trong nhà kìa, nhảy vào chơi đó. Chạy đúng một vòng ạ. Kìa, đang sau lưng bạn ơi. Đúng rồi, hay quá. Nhảy, ui thôi xong rồi. Xong rồi, hay quá. Thì mình vẫn có kim tiêm. Hay quá, ui một tình huống chạy cắt mặt vào trong nhà. Bắn lấy hết chuột. Và đó là chiến thắng dành cho team của Ria kia mình. Ảo thật đấy. Và một chiến thắng khá ảo, tôi không ngờ lại thắng được tình huống đấy. Ảo thật đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, thấy video của mình lành mạnh, bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.